Thứ ba, xin Thầy chỉ dạy cho làm thế nào để vượt qua những khó khăn phiền não khi gặp ma chướng mà không bị thất thối tâm bồ đề trên đường tu tập. Con kính cảm ơn Thầy nhiều, kính chúc Thầy luôn mãi dễ thương trong lòng Phật tử. Tại chị chưa thấy em stress. Thôi kệ, mình nói là mình tự thú hơn bị người ta phát giác. Tự giác hơn bị phát giác. Thưa đại chúng, khi mà mình nghe pháp ban đêm á, mà nếu mà Thầy có làm cho mình, Thầy có nói mà mình ngủ luôn cũng tốt. Tại vì mình khỏi uống thuốc ngủ. Như vậy từ hôm nào thay vì cái tiền uống thuốc ngủ nhớ quê em. Cái chuyện mà mình gặp khó khăn phiền não trong cuộc sống là nó nhiều lắm, không ai mà không có cái chướng. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều cái chướng lắm. Căn bản chúng ta có 5 cái chướng. Có khi chúng ta bị phiền não chướng, tức là những cái việc lặt vặt xung quanh nó làm mình bực bội, nó chướng ngại mình. Có khi chúng ta bị nghiệp chướng, tức là những cái gì của quá khứ nó làm chướng ngại mình. Chẳng hạn như bệnh tật, hay là gia đình, chồng con, vợ con. Có khi chúng ta bị sinh chướng. Sinh chướng đó là chúng ta sinh và sống ở một cái địa phương, một cái quốc độ mà có nhiều cái chướng. Chẳng hạn như muốn đi chùa mà ở quá xa, hay là muốn đi chùa mà không ai đưa đón, một hình thức đó là sinh chướng. Rồi cái nữa là chúng ta pháp chướng. Pháp chướng có nghĩa là chúng ta bị những cái chướng do chúng ta, những cái phương, những cái cách mà chúng ta dùng đó, nó làm chướng ngại mình. Chẳng hạn như mình tu mà mình không biết cách thì đó cũng thành ra cái pháp chướng. Mình bị người ta nói những cái điều mà làm cho mình thối lui, mình bị người ta nói những cái điều mà mình không có còn tinh thần để mình tu học, những cái đó gọi là pháp chướng. Rồi có nhiều khi chính chúng ta hiểu biết thì chúng ta tự chấp trước vào những cái mình hiểu biết, cái đó gọi là sở tri chướng. Chướng có 5 cái này, quý vị nghe mà nói. Thứ nhất á, gọi là phiền não chướng. Thứ hai gọi là nghiệp chướng. Thứ ba gọi là sinh chướng. Thứ tư gọi là pháp chướng. Thứ năm gọi là sở tri chướng. Có 5 cái chướng. Thì bây giờ trong 5 cái chướng này, có thể chúng ta bị 1, bị 2 hoặc bị cả 5. Nhưng mà nếu đã biết nó là chướng mà chúng ta không vượt qua, đó là chúng ta thiếu cái chí. Hồi sáng chúng ta học, chúng ta thiếu cái bộ xương cứng để chúng ta vượt qua. Đã biết nó là chướng thì có chi thế để mà gọi là ngăn cản mình. Cũng giống như đó, mình gặp một cái người đó, mình nói cái người đó kỳ cục lắm, vui buồn bất thường. Vậy mà mình cũng vui buồn bất thường theo cái người đó. Như vậy mình nói người ta kỳ cục mà mình cũng cục kỳ hay. Mình nói cái người đó kỳ cục mà mình hiểu ta kỳ cục thì có gì để phiền. Mình biết ta vậy rồi, thôi bây giờ hôm nào người đó chào mình thì mình bình thường. Mình vẫn chào người đó, mà hôm nào người đó chào mình lại thì mình coi như nhận ngày hôm đó. Mà lỡ họ chào cũng sao, vì mình biết người ta ngại rồi thì không có gì thắc mắc. Cho nên mình đã biết là trước mà mình lùi tức là mình thua rồi. Thấy không? Cho nên mình biết, có một cái câu người ta viết trên vách như thế này: đã biết là vô thường, sao lại còn phiền não? Mình biết mọi thứ nó là vô thường thì có gì để phiền não? Cho nên ta không hề biết sợ mùa đông, vì đôi vai ta là, đôi vai này là tượng trưng cho gì? Từ bi trí tuệ. Nhựa sống ta này, ta không sờ vui giấc, ta không rét vì tâm ta luôn có ngọn suối từ phụ thiên liêng. Ta đón đông sang
như trẻ đón mẹ hiền, tay vẫn lái thuyền ta lướt sóng. Ta không sợ mưa gió, ta không rét tức là lạnh, vì trong lòng mình đã có cái sự chở che của Phật. Bây giờ trong cuộc đời này, một người mà sống thuận, một người sống luôn luôn bị nghịch, cả hai người này cũng còn trong cái biển đời này. Thấy không? Cho nên người ta mới nói đó, cái người mà thuận chiều hay cái người nghịch chiều thì cả hai cũng còn trong biển, thì có ai hơn ai? Biển khổ mênh mông, sóng lụt trời hay là sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc rồi đây bể khổ thôi. Người đi ngược chiều, người thuận chiều thì có người đập phót được cái biển. Chỉ có điều là chúng ta đã tỉnh được một phân hào trong lẽ diệu, cho nên đã biết chướng thì phải vượt. Bây giờ thấy cái chướng này là gì? Là thử thách. Chướng này là thử thách, là pháp môn để thành tựu cho mình. Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa rời Việt Nam năm Pháp Hòa 12 tuổi. Pháp Hòa định cư ở Canada từ 12 tuổi cho tới năm 15 tuổi rồi đi tu. Từ lúc đi tu cho tới giờ phút này, cô độc con mình, không có huynh đệ tu chung, không có trường lớp Phật Pháp, chưa hề biết một lớp Phật Pháp. Người ta đi tu là người ta còn có trường, có lớp, người ta có bằng cấp và Phật học này và học kia. Bản thân Pháp Hòa là chưa có một lớp Phật Pháp nào. Bây giờ nếu mà ngồi mà, nếu mà than á, em nguyên lò này. Nguyên lò than này. Tại vì mình biết rồi, phải không? Mỗi người nó có một cái duyên khác nhau. Mỗi người có một cái chướng, một cái duyên, một cái nghiệp khác nhau. Thì chúng ta cứ chấp nhận và lướt tất cả, để mà chúng ta có thể vững chãi trên cái con đường mình đi. Trên đường của mình đi không bao giờ là hoa thơm cỏ lạ, mà thỉnh thoảng cũng có những cái gập ghềnh, những cái sóng gió, những cái ổ gà, những cái ổ voi. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới cẩn thận mình đi. Quý vị để ý coi, nếu mà hôm nào mình đi ra ngoài đường của một cái bóng đêm mà mình biết là mình sẽ bước xuống bậc thang và không có đèn thì mình đi làm sao? Đi rất cẩn thận. Mà còn nếu lúc nào mình ra đường mà mình thấy trơn tru á, là bắt đầu mình nói trời nói đất mình đi. Cái tật mình nó hay vậy. Cho nên nếu lúc nào mà đêm tối thì mình từng bước mình đi, rồi nó cũng qua được những cái bãi sình, những cái ổ dụng này. Đã biết là chướng thì không có gì, đã biết chướng rồi thì có gì để mà ngăn ngại nữa. Con có một vài câu hỏi xin thầy giải. Ba má con mất cách nay khoảng gần một năm, như vậy cái vong của ba má con có gặp nhau hay không? Thứ hai, làm thế nào để biết được ba má của con vãng sanh chưa? Thứ ba, con có ước nguyện kiếp sau con được trở lại làm con của ba má con nữa, được không thầy? Trời đất ơi, cái này là ba má có gặp nhau không thì làm sao em biết? Em có đi theo đâu mà em biết? Rồi hỏi rồi là ba má đọc chơi thôi nha. Xin thưa đại chúng, cái chuyện gặp nhau hay không thì vẫn đúng thiệt. Nhưng mà bây giờ để rồi mình muốn biết là có vãng sanh hay chưa thì quý vị có thể kiểm chứng như thế này. Nếu một người thân nào của mình mất, mà nếu lâu ngày rồi mình không gặp họ trong chiêm bao, thì mình nên mừng là những người đó đã được đi về những cảnh giới lành. Thầy nói nôm na là được vãng sanh. Nếu như thỉnh thoảng mình gặp lại họ mà nhìn họ có vẻ vui vẻ thì mình biết là họ chỉ về cho mình biết vậy thôi, chứ họ không có sanh.
Còn nếu mình mà gặp họ trong cái cảnh khổ đau, cảnh buồn tủi, cảnh lạnh đói thì họ cần mình giúp đỡ. Trường hợp đó mình có thể biết. Còn bây giờ mình muốn làm con của ba má mình được không thầy? Không phải em quyết định. Nếu mình muốn thì mình nguyện. Nhưng mà quý vị ơi, nếu mình có duyên rồi thì vẫn còn duyên nữa. Bộ mình tưởng vợ chồng đời này gặp nhau là chưa từng gặp nhau ở kiếp trước sao? Đã gặp nhau rồi, đã kết rồi, nhưng mà đời này kết nữa, cho nên nó mới chặt thêm chút nữa. Thành thử ra mình có duyên mới gặp nhau. Bây giờ nếu mà đời này mình với cha mẹ mình rất nhiều những cái duyên lành, thì nếu mình muốn làm con của nhau nữa thì mình nguyện thôi. Cũng giống như mình nguyện với Phật vậy đó. Nếu trở lại làm kiếp sau, thay vì mình nguyện, có những vị người ta không nguyện làm con cháu của ai hết á, không? Nếu cần thọ sinh kiếp khác, sẽ trở lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cuối đời, đưa mọi người về bến giác, thành tựu ba thân bốn trí, sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba cõi. Bây giờ mình không muốn trở lại cõi người để làm con cháu của ai nữa thì mình làm con Phật, cũng làm nguyện thôi. Còn nếu mình không muốn trở lại làm con cháu của nhau nữa để rồi khổ nhau, khổ đau trong cái cảnh sanh ly tử biệt, thì mình nguyện sanh về cõi cực lạc, rồi gặp nhau ở cõi đó hết. Gặp nhau ở cõi đó thì không có cái khổ của sanh già chia ly tử biệt. Có một vị sư bà nuôi mẹ, khi mẹ về già, khi mẹ mất rồi thì sư bà làm bài thơ như thế này: mẹ về cực lạc ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi, mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. A-di-đà Phật, xin Thầy cho con hai câu hỏi. Một, Thầy khỏe không? Phật tử Đức có khác. Thứ hai, Đạo Phật nói về luật nhân quả, nhưng tại sao lại có kinh cầu an, kinh dược sư? Câu này hay đó. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói cầu an, cầu siêu, đó là một phương pháp, phương tiện để tạm dùng và độ người. Nếu không có cầu an thì mình không có lên chùa, không lên chùa thì không có tụng kinh, mà không tụng kinh thì không hiểu lời của Phật, không hiểu lời Phật thì không có an, mà không có an thì chết cũng không siêu. Cho nên an với siêu là một. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái người đó họ mất, mình mời thầy tới cầu siêu, cầu theo cái ý nghĩ của mình là cầu cho người mất được siêu. Nhưng mà thầy tới thầy tụng kinh, mình ngồi đó, mình quỳ đó, mình nghe kinh, trời ơi, thầy cũng tụng cái cuộc hồng trần xây vần quá ngán, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồn, người đời có biết chăng ôi, thân này tuy có rồi hoàn không, hồi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Nghe xong thấm quá, thôi lo tu. Lo tu là an là cái gì? Mà một khi mà lo tu mà an rồi, chết cần thầy siêu nữa không? Tự mình sẽ siêu. Siêu cái gì? Siêu cái phiền não, siêu sanh tử, an phiền não. Khi phiền não mình được, mình giải tỏa hết rồi. Hôm qua tôi giận cái anh đó thấu xương, tôi thề thốt vũ thú, mà bây giờ tôi vô chùa tôi nghe được cái bài kinh này. Cái bài kinh mà trong này nói, giàu sang cho lắm cũng trong một kiếp,
giàu cho dữ cũng chỉ một thời. Cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chặt. Tôi nghe tôi hiểu và tôi xả. Tôi giận thì tôi khổ chứ ai khổ đâu. Tôi giận người ta, ta về ta cũng ngủ khò. Còn con mình tôi nằm co ro. Người ta thì ngủ khò, còn tôi co ro thôi. Tôi không còn khổ nữa thì tôi liền an. Sở dĩ mình không an là mình phiền não. Bây giờ mình không còn phiền não là mình an. Mà mình an là mình liền siêu siêu cái phiền não. Cho nên nó mượn một cái hình thức tụng kinh để mình nhờ cuốn kinh đó mình hiểu được lẽ đạo. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tụng Phật Khổ Môn cầu an. Ở trong Phật Khổ Môn nói á, nếu người nào bị gông cùng xiềng xích niệm Quan Âm thì xiềng xích tức từng đoạn. Quý vị có nhớ cái đoạn đó trong Phật Khổ Môn không? Xiềng xích là gì? Là những cái phiền não trói buộc làm cho tâm can mình đau khổ, kêu là xiềng xích. Bây giờ mình trở về mình niệm Quan Âm, tức là mình tự mình trở về mình nghe. Chỉ Quan Âm là mình nghe được cái tiếng khổ của mình là tại sao anh khổ? Tại vì tôi giận cái người đó, tôi chấp cái người kia, cho nên anh mới khổ. Ồ, bây giờ tôi hiểu rồi, xiềng xích là tự tôi xiềng tôi. Bây giờ tôi niệm Quan Âm cho lắng cái tâm tôi xuống, mọi xiềng xích rã hết. Đó là Phật Khổ Môn cầu an rồi. Rồi người ta trong Phật Khổ Môn nói, người nào mà rơi ở trong lò lửa mà niệm Quan Âm thì lò lửa biến thành cái hồ sen. Lò lửa là sự nóng giận. Niệm Quan Âm là kiếm cái chỗ ngồi yên. Không lẽ mình đang đứng trước mặt cái người mình giận Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Muốn niệm thì kiếm chỗ ngồi niệm, mà niệm hồ lắng xuống thì giận dữ nó hết, thì giận dữ có phải biến thành hồ sen không? Cho nên là tụng cầu an. Như hồi nãy Pháp Hoài giải thích chữ dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy. Tụng dược sư là mong muốn mỗi người chúng ta là một vị thầy thuốc. Ông thầy thuốc mà giỏi đó, trước khi ông nói thuốc, ông kê toa cho mình, ông phải trải qua 4 giai đoạn. Thầy thuốc nè, gặp cái người bệnh nhân phải không? Nhìn cái diện mạo, cái sắc diện của người đó gọi là vọng. Vọng tức là nhìn. Xong rồi mình mới nghe cái ống thở, mình nghe người đó thở gọi là văn. Xong hỏi tối ngủ được không, ăn có tiêu hóa không, tiêu tiểu có thuận lợi không, gọi là vấn. Một thầy thuốc trước khi mà nói bệnh phải trải qua 3 trường hợp: vọng, văn, vấn, rồi bắt đầu mới tới tiếp. Gom 3 cái điều đó lại nói bệnh cho nghe. Đó là cái cách chữa bệnh của thầy thuốc. Chúng ta cũng phải đi làm về, sau bữa nay thấy ông xã mình không có tươi như thường ngày là vọng. Phải không? Nghe cái cách ông nói chuyện là biết ông đang bực, gọi là vắng. Rồi nhẹ nhẹ hỏi anh có sao không, gọi là vấn. Ông nói đừng hỏi nhiều. Rồi tôi biết bệnh ông rồi. Là dược sư liền chứ gì. Vọng, văn, vấn, viết, 4 cách chữa bệnh. Mà người nào có đủ 4 cách đó có phải là một dược sư không? Cho nên cầu an dược sư là vậy. Vậy quý hiểu ý cái cầu an không? Còn nhân quả thì ai cũng phải bị. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Hồi nãy có một cái chị chơi chứ nói thầy ơi thầy, con có cái bệnh nhức đầu kinh niên, thầy vuốt giùm cho con thấy. Không lẽ Pháp Hòa nói tôi cũng bị nữa. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý. Không, tâm lý là người ta quý mến mình, người ta nghĩ một cái bậc tu hành thôi thì con nhờ biết đâu chừng, con nhờ cái phước thầy lờ con cái trên đầu cho con hết bệnh. Nhưng trong khi cái tâm người ta đang như vậy, mình không thể từ chối, thì mình gửi cái niệm lành tới cho người ta. Thì Pháp Hòa cũng để tay trên đầu, Pháp Hòa cũng nguyện Đức Quan Âm gia hộ cho vị Phật tử này hết bệnh. Đó là chúng ta gửi cái năng lượng bình an cho người đó. Thí dụ bây giờ đó, mình gặp, mình có một đứa con tánh tình nó cọc cằn nóng nảy, mà bây giờ mình cứ ngồi mình than mình buồn hoài về đứa con đó cũng không có kết quả. Bây giờ quý vị gửi năng lượng vô cho nó, mỗi ngày nấu ăn cho con, mình vừa nấu mình vừa nguyện. Con nguyện
cho con của con nó ăn thức ăn này, cho tâm tánh nó thuần hòa, nó đừng có sanh cái tâm, tức là trong khi mình nói là mình nói bằng cái tâm tha thiết của một người mẹ muốn giáo hóa đứa con vào trong thức ăn đó, đó chúng ta gọi là chú nguyện. Chú nguyện tức là mình đưa cái năng lực hiền lành, cái năng lực muốn gia độ cái đứa con của mình vào trong thức ăn đó, thay vì mình đứng mình nói cái thằng này nó ăn thì nó quậy mà mình cũng đang quậy, tay thì quậy rồi, mà thằng ăn thì quậy mà mình quên mình cũng đang quậy. Quý vị hiểu không? Cho nên thay vì mình đứng mình nấu, mình bực tức, mình giận hờn thì mình gửi cái năng lượng mình chú nguyện cho đó, rồi lâu ngày cái niệm lành của mình á nó giúp. Pháp Hòa có làm cái bài kệ như thế này: chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Nếu mà tiếng chuông chùa nó ngân lên làm cho tâm mình lắng, tức là chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền, thì cũng y như vậy, niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Cho nên tất cả là do cái tâm niệm của mình, tất cả là do cái tâm niệm của mình. Thay vì mình bực bội chuyện này, mình vừa làm, mình vừa nhăn, mình vừa ấy, thì nó không có kết quả gì hết. Bây giờ mình chú nguyện, mỗi lần mình đem thuốc chai uống, gửi năng lượng thôi, nguyện cho bệnh nhân này uống thuốc này được tiêu trừ bệnh tật. Đó là mình thật sự ra nghiệp của họ là họ phải lãnh. Nhưng mà tại sao mình không gửi cho người ta một năng lượng bình an của mình đến cho người ta? Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đi chơi với đứa bạn, thì nó đang chơi mà ba má nó kêu nó về mua cái gì, nó bực cái nó cầm cái tô, mà quý vị nhớ ở Việt Nam mà đi mua đồng nước mắm, đồng nước tương á, nó xách cái tô đi vậy này, nó vừa xách cái tô nó chết đồng thuốc cho rồi. Tức là mình thấy, nhưng mà hồi nhỏ thì mình không thấy được những cái điểm đó, bây giờ lớn thì mình thấy, tức là trong khi nó làm nó bực đó, nó cũng rủa má nó ăn tiếp, ví dụ vậy. Cho nên mình mới thấy trong cái tại sao trong cuộc đời của chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta tịnh cái nghiệp của cái ý. Mà khi cái ý nó tịnh thì cái nghiệp nó không có nói vậy. Sở dĩ cái ý niệm nó nói vậy là do cái tâm nó nghĩ sai. Thấy không? Thành thử ra đạo Phật nói về nhân quả đúng, ai cũng phải lãnh cái nhân cái quả đó. Nhưng mà chúng ta có quyền gửi cái năng lượng bình an đến cho người đó. Bây giờ đó, có một cái người đó họ khổ quá, họ gặp mình đâu có làm cái gì hết khổ đâu, nhưng mà mình đến mình để cái tay mình trên vai của họ, mình nắm tay của người ta, mình so dịu, mình an ủi, cái người đó cảm thấy sao? Ấm áp, an ủi, mặc dù khổ chung nhưng mà người ta cảm thấy người ta ấm lòng, vì ít ra cũng còn có người cảm thông với cái nỗi khổ của người ta. Cho nên cầu an là vậy. Vậy được ha. Yeah.